Cuối tháng 5 vừa qua, Sơn Tùng gây chú ý khi xuất hiện tại một chương trình biểu diễn cho sinh viên Đà Nẵng với gương mặt trang điểm đậm. Anh tán phấn để làm sáng gương mặt, tô son môi đỏ dặn lì và kẻ chân mày đậm. Nam ca sĩ hoàn thiện phong cách với trang phục màu xanh pastel, vòng cổ ngọc trai và hoa tai đính đá. Cách kẻ viền mắt tạo khối chân mày và son môi màu hồng nhạt đồng điệu với bộ suit hồng thạch anh được anh áp dụng cho một sự kiện khác. Ánh phấn tô son và kẻ chân mày đậm là công thức trang điểm thường thấy ở Sơn Tùng. Nam ca sĩ vẽ viền mắt sắc và kẻ chân mày đậm để thu hút vào sự chú ý của sở tâm hồn. Đây là cách trang điểm thường thấy ở các ca sĩ thần tượng Hàn Quốc. Nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, Sơn Tùng dễ dàng thích nghi được với nhiều kiểu trang điểm vốn chỉ dành cho phái nữ. Với bộ trang phục tông đen, Sơn Tùng đánh phấn tạo khối, son môi màu nhạt, vẽ mắt mèo và tạo khối chân mày rậm đen. Biểu tượng sáng sét được kẻ vẽ ở dưới đuôi mắt tạo điểm nhấn cho gương mặt. Tuy nhiên anh bị nhiều khán giả chỉ trích là đạo nhái ý tưởng trang điểm của nam ca sĩ Hàn Jae-yong. Ở một lần xuất hiện khác, Sơn Tùng bị cho là học theo ca sĩ G-Dragon khi trang điểm đậm và mặc áo choàng lông lên sân khấu. Để tạo ngoại hình ấn tượng trong show diễn đầu đời, nam ca sĩ kẻ mắt sắc lẹm, tán phấn mắt khói kim tuyến. Sơn Tùng còn vẽ mắt mèo để tạo hiệu ứng đuôi mắt dài và sắc nhọn. Màu tóc của anh cũng được nhuộm mới liên tục với các màu đỏ, hồng, xanh, bạch kim.